Thông minh là một trong những chỉ số vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành bại của mỗi con người trong cuộc sống. Vậy thông minh là gì? Người thông minh có những dấu hiệu như thế nào? Hãy cùng comment dạo tìm hiểu nhé! Thông minh chỉ người có trí tuệ vượt trội hơn người, có năng lực hiểu nhanh, tiếp thu nhanh mọi vấn đề. Cụm từ thông minh cũng có thể giải thích nghĩa là khôn khéo, nhanh trí, biết cách ứng phó mau lẹ đối với những tình huống xấu xảy ra bất ngờ. Các nhà khoa học cho rằng có một số đặc điểm chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ở người thông minh. Một là người thông minh biết kiểm soát bản thân. Những người có EQ và EQ cao thường có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Họ biết cách kiềm chế cảm xúc của chính mình, hiểu rõ khi nào nên giải quyết vấn đề bằng lý trí và khi nào có thể để cảm xúc lên ngôi. Họ thường không phải là người bốc đồng. Người thông minh luôn cẩn trọng lên kế hoạch kỹ càng rồi mới bắt tay vào thực hiện những việc nào đó. Hai là người thông minh thường thuận tay trái. Trong một bài viết vào năm 1995, nhà báo Maria Konnikova của tờ The New Yorker đã mô tả thí nghiệm được thực hiện giữa nhóm người thuận tay trái và nhóm người thuận tay phải. Chẳng hạn, những người thuận tay trái thường thành thạo hơn khi kết hợp hai vật thể thông thường theo những cách mới lạ để tạo thành vật thể thứ ba. Họ cũng tỏ ra xuất sắc trong việc gộp các nhóm từ thành nhiều danh mục nhất có thể. Các nhà khoa học cho rằng việc thuận tay trái có liên quan tới tư duy phân kỳ, một hình thức sáng tạo để tạo ra những ý tưởng mới. Những người thuận cả hai tay cũng có khả năng này. Vì vậy, nếu bạn là người thuận tay trái, hãy thử thực hiện một số hành động bằng tay trái và ngược lại. Những hành động này sẽ giúp kích hoạt các khu vực não chưa phát triển của bạn. Ba là người thông minh thường lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã yêu cầu 126 học sinh tiểu học trả lời một bảng câu hỏi về mức độ thường xuyên cảm thấy lo lắng, và kết quả là những đứa trẻ có xu hướng lo lắng nhiều hơn lại thường đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh dạng viết. Các nhà khoa học cũng cho rằng những người hay lo lắng thường có xu hướng làm việc đúng cách hơn. 4 là người thông minh thường có óc hài hước. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học New Mexico. Có 400 sinh viên đã tham gia các bài kiểm tra khả năng thảo luận với các chủ đề nhất định. Sau khi hoàn thành, họ được yêu cầu đưa ra chú thích cho một số hình ảnh từ các bộ phim hoạt hình. Kết quả là 86% những thí sinh đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra đã đưa ra những chú thích hài hước cho các hình ảnh. Sau đó, nghiên cứu tương tự cũng được thực hiện với các diễn viên hài và tất cả đều đạt ở điểm cao hơn mức trung bình trong bài kiểm tra trí thông minh dạng viết. Theo các nhà khoa học, tính hài hước liên quan đến khả năng trí tuệ. Nó giữ cho não và hệ thần kinh ở trạng thái tốt và giúp chúng ta thông minh hơn. 5 là người thông minh rất tò mò. Các nhà khoa học tới từ Đại học Tâm lý London từng khẳng định một đứa trẻ tò mò sẽ có khả năng tốt hơn một đứa trẻ chỉ biết học thuộc lòng để trở thành một nhà sáng tạo trong suốt cuộc đời chúng. Giáo sư Thomas cũng từng giải thích trên tờ Harvard Business Review về cách mà trí tò mò của một tâm trí đói khát khiến chúng ta thông minh hơn như thế nào. Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, 6.000 người đã được quan sát trong vòng 50 năm và họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ 11 tuổi đạt IQ cao hơn sẽ tò mò hơn và cởi mở hơn với những trải nghiệm trong tương lai. 6 là người thông minh có khả năng thích ứng tốt. Người thông minh thường rất linh hoạt và nhanh nhạy, vì vậy khả năng thích ứng của họ thường ở mức thượng thừa. Họ luôn phản ứng nhanh và xử lý tốt những tình huống xảy đến bất ngờ. Khi phải tiếp xúc với môi trường mới hay những người lạ, họ cũng luôn giữ được tự tin và bản lĩnh của mình. 7 là người thông minh giỏi thức đêm. Nếu bạn là một con cú đêm, nhiều khả năng bạn có IQ cao hơn mức trung bình. Các nhà khoa học cho rằng đặc điểm này là do hoạt động của não quá cao đến mức nó thách thức nhịp sinh học hàng ngày. Trong một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Personality and Individual, mối liên hệ giữa trí thông minh và thói quen ngủ đã được nghiên cứu ở hàng ngàn đứa trẻ, và các nhà khoa học phát hiện ra rằng phần lớn người thông minh thích dậy muộn ở cả ngày thường và ngày cuối tuần. Một nghiên cứu khác tương tự đã khảo sát 400 nhân sự của Không quân Hoa Kỳ và cũng đưa ra kết luận tương tự. Nhưng với sự phát triển của công nghệ ngày nay, có vẻ đặc điểm này không đúng với một bộ phận giới trẻ, bởi họ thức đêm là để cày game, đúng không các bạn? 9 là người thông minh dễ bị ấn tượng và phân tâm bởi một điều gì đó. Nếu bạn thường xuyên bị phân tâm bởi một thông báo trên mạng xã hội, các bữa tiệc trà hay thậm chí là trong suốt cuộc đối thoại, bạn có thể sở hữu trí thông minh hơn người khác. Ít nhất các nhà khoa học nghĩ như vậy. Theo một nghiên cứu, một người càng khó tập trung thì người đó càng thông minh. Các nhà khoa học giải thích rằng đó là do việc khó giữ kiểm soát các hoạt động của não ở mức độ cao. 10 là người thông minh không ngại nói tôi không biết. Hiệu ứng Dunning-Kruger đã là kết quả nghiên cứu của hai nhà khoa học Justin Kruger và David Dunning.
Nó trở thành một nghiên cứu kinh điển của ngành tâm lý học xã hội. Kết luận của nghiên cứu này nói rằng một người càng thông minh thì càng nghi ngờ khả năng nhận thức của mình. Nói cách khác, người thông minh không ngại nói tôi không biết. Từ 10 dấu hiệu trên, bạn có mấy dấu hiệu của người thông minh?